để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn, thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ đến với một kèo phá ác tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay. Và vẫn là ác của tôi đây. 1.200 tỷ kết hợp với những con hàng mà tôi vừa mở ra. Eden Hazard của mùa cap gần 1.000 tỷ. Và Ferran Busquets chỉ số tổng lên tới là 121 khi đá CF. Và nếu như mà full level thì Ferran Busquets chỉ số tổng sẽ khoảng 131 và 132, rất cao nha. Thì nhân tiện trong đội hình này tôi cũng đã có cái sườn tương đối là đẹp của Madrid rồi, thì tôi sẽ bú luôn với khoảng 1.000 tỷ này, nâng cấp đội hình của Madrid nhé. Rồi, với 1.200 tỷ này tôi sẽ cùng với anh em phá sạch với đội hình của Madrid nhá. Hy vọng là sẽ phá được. Tôi sẽ cố gắng là mua tầm khoảng 6 con cộng 8 trở lên, để khi đó sẽ được team vàng các bạn nhé. Team vàng thì sẽ được 3 chỉ số. Ở đây tôi đang cân tạm mấy con cánh thường này. Tôi thử mấy con cánh thường và tôi xem mức lương nó đang như thế nào nhá. Có cân được không nhá? Tôi nghĩ chắc cân được. Cân đội hình này không khó đâu. Được, cân được đấy nhá. Thủ môn này là cân được này. Cân mạnh luôn đấy. Rồi, tạm thời những nhân sự như thế này nhá. Tôi có De Lima đầu tàu. Bộ tứ hỗ trợ là Hazard, Busquets, Raul và Ronaldo. KC đá giữa hoặc có thể là cho bách đá giữa luôn. Riêng tôi đá đội hình này là đá 4-1-5, đá tổng tấn công cho nó xanh chín, phúc du dự bị cũng được. Rồi, bây giờ sẽ là những cái lựa chọn mà tôi sẽ bú thêm nhé. Rồi, Maris, chắc là tôi kiếm một con hậu vệ cánh lương 10. Có khả năng này anh em mình mút một con theo icon nhờ. Theo icon 8 là ok này. Hakimi cũng được, hoặc anh em lấy con Llorente cho tôi. Marco Llorente là con cũng rất là đẹp, đá giữa, đá cánh được mà con này nó rẻ hơn. Con này tầm 50 thôi. Llorente cũng chạy rất là nhanh và đá cánh được nhá. Llorente Hakimi con này ok hơn nhỉ? Hakimi 89 thôi à? Mà đắt thế. Thôi lấy Hakimi đi. Hakimi đi. Rồi ok, Hakimi. Nó cũng trẻ, tương lai ok. Rồi, hai con này bú mất tầm 160 trung vệ tôi mua thêm một con nữa, một con CB 115 chỉ số tổng trở lên này, đến 120 ghê khuyết nhỉ. 1.000 tỷ là hơi ít rồi, hơi khó. Có mua con này không nhỉ? Con Rigo mùa này mua được không nhỉ? Mùa này chưa xả nhỉ? Nếu như xả mùa này mua con này là quá ngon luôn đấy. Con này đá cặp với Varane thì đúng là hết nước chấm. Nó lại chưa xả với đen chứ, xả mỗi con hero ạ. Tôi nghĩ anh em lên lấy Rudiger là ổn hơn thật sự luôn. Lấy Rudiger đi. Rudiger đá vẫn hay nhất. Rudiger hay là lấy con 6 thôi anh em nhở, 6 FBL này. Con này lấy 220 được rồi, có tính thanh khoản nhá. Các bạn nhìn có thằng nó mua chứng tỏ là không ảo chưa ạ. FPL 6 220 rồi. Rudiger lương 23 nhá, lấy con FPL 6 được. Thì tôi thay tạm vào đây một con lương 23 là Rudiger nhá. 23 bằng lương của Hoàng Đức nhá. Ok ạ, Hoàng Đức lương 23 này theo lương 10 đúng không? Nói chung lương 10 với cả lương kia thì có nghĩa là cái đôi cánh của anh em mình là lương tầm 19 lương đúng không? 19 lương ghép sao cho nó vừa là được. Thì có nghĩa là đang tăng lên là 17 15 đúng không? Tôi tính lương nhanh không phải cân nơi, không phải cân làm gì cả. Mình học giỏi toán mà, việc gì phải cân làm gì cả. Có nghĩa bây giờ chuẩn thế là 214 nhá. 214 này. À 221 mà 235, có nghĩa là chúng ta sẽ còn khoảng 14 lương nữa. Mà 14 cộng với 6 vị chi là chúng ta sẽ có 20 lương. 20 lương thủ môn thì tẹt nhờ. 20 lương thủ môn của Madrid thì tơi con mẹ nó bung đi rồi. Làm con cộng 8 luôn anh em nhá. Làm con cộng 8 luôn anh em ạ. Thực ra cái đội hình này tiêu cũng chả được hết mấy tiền nhỉ. Con nào đắt nhất bơi hết ra đây. Bơi hết ra đây. Tỏi lơ lờ này có tôi mút luôn đấy. Tỏi MC đây, tính tôi không thích lằng nhằng. Anh Tú ơi, 160. Tỏi MC được rồi. Rudiger ở đây là đẹp rồi này. Anh em chê Raul với Ronaldo thì tôi sẽ mua thêm dự bị nhá. Rồi tôi sẽ mua thêm con dự bị nữa. Dự bị nữa thì tôi sẽ mua thêm 1-2 con nữa anh em nhá. Tôi sẽ lấy form cộng 5 đi. Thực ra chỉ có mỗi Benzema này là ổn rồi này. Benzema mùa này là mua ổn này. Con này ngon nhá. Mua thêm Benzema này, tiền vệ anh em mua thêm 1-2 con nữa. Alonso này, Zidane nữa này. Thực ra Zidane với cả ấy nó cùng ấy với nhau. Chắc là tôi sẽ mua một con trụ các bạn ạ. Tony, Tony mùa U này chỉ số đang nghe tăng quá nhở. Tony cà rốt đó, sao không nhìn thấy Tony cà rốt mấy đó nhở. Tony mùa U này vẫn ngon nhở. Nhưng thôi, tôi không muốn mua mùa đấy nữa. Mùa Madrid này nghe cũng sướng phát anh nhá. Dứt điểm, ui. Mùa ấy kép xe dứt điểm cao ấy nhở. Chứ mùa này ngon này. Mùa Madrid này ngon này. Mua được. Mùa Madrid này mua được. Hay đá Van Vắc Đê tí nhở, lâu lâu tôi chưa chơi Van Vắc Đê. Van Vắc Đê sao đắt thế?
200 tỷ Fan Park Day luôn cả. Ôi thằng này thôi đá thử cái nhá. Đá thử Fan Park Day cái. Chưa bao giờ tôi chơi con Fan Park Day này. Đá thử đi. Tony đá chán lắm rồi. Tony đá chán rồi, lấy Fan Park Day là đẹp rồi. Tuyến giữa có Fan Park Day. Hàng công thì đang có Benzema, có củ tỏi, Hakimi. Ồ nữa còn 200 tỷ nữa lấy ai nhỉ? Được, Fan Park Day là được rồi. Khi nào nó giảm chỉ số nhỉ? Lo thế nhỉ? Tôi nghe lo lắm. Nghe đang hơi lo. Thực ra lấy Tony hoặc là Seedog là được rồi. Tony cà rốt vẫn là con đỉnh anh em nhé. Thôi lấy con Tony đi. Tôi lấy một Real Madrid của Tony nhé. Ok, làm con Tony đã. Thì tuyến giữa đang có Tony, thêm con Benzema, củ tỏi. Làm con tiền vệ chắc chắc nữa là xong thôi. Thôi đám thử Van Vác Đê nhá. Tôi hy sinh không ạ? Canh bạc, tôi vào cái canh bạc này vậy. Tôi vào cái canh bạc cũng khá là rủi ro. Thôi tôi lấy luôn Van Vác Đê. Rồi tôi lấy thêm hàng công tí đi. Hàng công tôi vẻ hơi ít đấy nhá. Hàng công tôi muốn mua thêm một hai con nữa. Tôi muốn đổi sang là Hugo được không nhỉ? Nào con Figo lốt nhá. Lót tay con Figo chạy cánh nữa đi. Figo chạy cánh được anh em ạ. Figo chạy cánh lấy con Figo đi. Cứ tạm tạm nhảy nhá. Figo mấy con mùa Real Madrid à? Nhiều mùa Real Madrid quá nhỉ? Sợ lại hơi khó mua ấy. Ở ngoài này tôi có mấy con của Real Madrid nữa đây này anh em này. Anh em nào tinh mắt là nhìn thấy ngay. Có Owen này. Owen có thể vào đây được nhá. Tôi có Seedog này. Đấy. Seedog mùa này nữa. Để tôi đôn lên cho anh em biết được cái lực sự. À cái lăng... cái nhân sự tôi đang như thế nào nhá. Bách có hai mùa. Nói chung là tôi cũng đủ ở đây anh em ạ. Đủ rồi đấy. Rô béo, rô biếc anh em có thể đập cũng được. Bách biếc có thể đập lên tí. Tôi đập lốt con này tôi đổi kèo nhá. Đập bách lên 3 trước. Về 1, tôi nói thật các bạn về kiểu gì được. Về kiểu gì? Về đâu? Về đâu mái tóc người thương? Lên là lên rõ anh em ạ. Dolima. Chốt nốt em Dolima nữa là xong này. Lên là cái chắc chứ còn gì nữa. Tôi bao giờ đập xịt đâu. Tôi bao giờ đập xịt đâu mà. Cái định nghĩa đập xịt nó khó nghe. Không trong cái từ điển. Không bao giờ có trong từ điển của tôi cả. Thế nhá. Bây giờ tôi sẽ đổi sang A khác anh em ạ. 2000 years later. Rồi cuối cùng thì sau gần một tuần trở lại với ác chính. Với 1.200 tỷ tôi phá sạch. Với nền móng đến từ Foreign Bootcut, con hàng mà tôi đã mở ra. Chúng ta sẽ có Rondo de Lima sẽ đá cao nhất trên hàng công. 4 cầu thủ hỗ trợ ngay phía sau sẽ là Foreign Bootcut, Raul, Eden Hazard và Karim Benzema. Các bạn có thể nhìn thấy là Foreign Bootcut. Ui, cái nhìn cái chỉ số của Foreign Bootcut này. Tốc 134, 133 này, dứt điểm 135, nực rút rút xa đều 133 luôn ạ. Vãi cả đái toàn 103x luôn nhá. Chỉ số đẹp thật. Rơi bóng 137, sút xa, sút xoáy mà tốc độ đầy đủ, có cả tinh tế và sút vào tạp má ngoài. Trời ơi, ông này ông ấy đóng quả nào chắc là chết luôn quả đấy ạ. Đây là một trong những con hàng mà có chỉ số cao nhất mà mình đã từng sở hữu anh em ạ. Chỉ số tổng lên tới 132 cơ mà. Cao thật sự luôn đấy. Raul Gonzalez thì cũng có những chỉ số rất tuyệt vời với không dứt điểm. Dứt điểm lên tới 134. Chọn vị trí là 132 và giữ bóng 134. Eden Hazard thì cũng có một bộ chỉ số tốc độ tuyệt vời lên tới tăng tốc 135. Bộ chỉ số chạy cánh rất mềm mại, rê bóng 139. Và chúng ta còn có là Karim Benzema của mùa Real Madrid. Và thậm chí là có cả Rondo BTB, anh em có thể thay đổi nhé. Đội hình của tôi rất dày nha. Tuyến giữa thì trước đó là mình có bách của mùa Icon cộng 3. Nhưng mà vì là cộng 3 thì hơi xấu một tí. Sau này tôi đập lên 5 thì tôi chuyển cho đá chính. Ngoài ra tôi có ở tuyến giữa của Tony. Hiện tại đang là Tony của mùa Real Madrid. Cặp trung vệ thì nhìn nó không có cái gì để chê cả. Rudiger SPL cộng 6 tốc độ là 128 với một trung vệ. Và bên cạnh Varane tốc độ cũng hơi khiêm tốn một chút, 124. Bên phải là Hakimi, bên trái là Theo Hernandez. Và vị trí gác đền tôi chơi hẳn một con hàng thủ môn chỉ số tổng lên tới 127 và có thủ môn đối một dã man nhỉ. Một cái con team Real Madrid tôi build chính ác của tôi, nhìn xanh chín thật được chưa ạ? Rất xanh chín nhá. Đây gọi có thể gọi là 4-1-5 luôn cho nó mát. Ở dự bị thì chúng ta sẽ có Van Gaal này, có Owen của mùa Ligue 1 này, Rondo BTB này, có Seedog, có Van Vác Đê nha. Van Vác Đê là con hàng mà đá CM ở đây. Nó chỉ số tổng lên tới 126 luôn các bạn ạ. Nhìn khét thật sự luôn. Tony Beckham và cả Phúc Du. Đấy. Nói chung là cái đội hình của Madrid này thì chắc cũng không có cái nhiều điều để anh em phải chê cả. Có Figo nữa này. Nhiều nhờ, đội hình này dày dã man luôn ạ. Figo ở đây đá cũng là cháy phố luôn nhá. Được của nó đấy. Có lẽ là tạm tạm như vậy thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau chỉnh nhanh rồi đến với những bước chạy đầu tiên của đội hình này.
Rồi, đá thôi anh em ơi. Chúng ta sẽ đến với những bước chạy đầu tiên của Real Madrid. 1.200 tỷ mình đã xuống tiền để nâng cấp này. Trận đầu này gãy rồi, trận đầu chắc chắn gãy rồi. 5 ngày, gần 1 tuần giờ tôi chưa động vào con tay cầm anh em ạ. Từ hôm 29 đến giờ. Từ hôm 29 đến giờ chưa cầm vào con tay cầm. Úi giời. Đội hình này đá khó ấy nhở, nó cứ loạn loạn thế đéo nào anh em ạ. Ui, ui, đầu tìm thế nhở, đá này này thổ oxy gấp luôn đấy anh em ơi. Lên đi Busquets ơi, lên đi De Lima ơi, lên đi Figo ơi, lên đi. Điều hồn ơ. Đéo rút được quả đấy ạ. Chịu luôn, tự nhiên là thành hay. Phản phát đi. Vỡ mồm mày đi. Sút quả đấy ẩu đấy nhở. Cái thứ bóng đá là cái thứ bóng đá gì vậy? Hồ Gươm à? Sao rùa vậy? Xong rồi đấy. Ơi, chuyện ẩu thế nhở. Đúng rồi, Busquets đóng quả này chết luôn này. Chết mẹ con chim ạ. Phần Busquets đóng là chết mà. Sao yếu vậy? Vào form rồi mà. Sau mấy ngày chưa cầm cái tay cầm, bây giờ nó vào form rồi mà anh em. Trận Rüdiger kìa. Phần Busquets này nó chạy này. Nó chạy nó đóng quả này thì đỡ. Hộ. Có kèo là anh đi chợ. Bên này thoáng thế nhờ. Ronaldo đảo phát là qua thằng này này. Một thằng này. Phần bút cát là xoay sở này. Đi đâu? Thôi, nó chỉ đến đây thôi. Trận đấu nó chỉ đến mức thế này thôi. Ghi bàn thôi anh em ạ. Buồn tẻ đến ở đây thôi. Giải quyết tất cả chưa? Hả? The hell? Thằng này đã nói điều anh em điều gì? Ok chưa? Ok. Trăm hai mươi bảy nó bắt. Đừng có sút như vậy. Trăm hai mươi bảy nó bắt mà. Đừng sút những tình huống phí bóng như vậy ơi à. Sút đi. Sút đi. Xếp đội hình xấu cái gì mà xấu. Đội hình tổng tấn công của tôi anh em bảo xấu. Đội hình mắc binh như vậy anh em kêu xấu được. Chịu anh em. Đừng bao giờ. Vãi lìn thằng Du câu một chạm anh em ạ. Có tin nổi không? Vãi đài thế nhở. Một chạm. Một chạm. Busquets 132 chỉ số tổng. Giá trị của con hàng mà chính tay tôi mở ra. Ok tưa. Được chưa? De Lima. De Lima bao giờ làm ai lớp thất vọng. Là một quả skill. Khá ra tạt thì đúng là như tôi luôn. Như tôi tạt luôn. Thằng này quay phát là qua mà. Cánh chân trái y hồi tập cấp 2 của tôi ạ. Y hồi tập cấp 2 của tôi đóng quả như thế này. Góc gần. Con mũi không qua đâu. De Lima. Cơ bản xử lý này. Xong rồi đấy ạ. Lên nè. Không lện chết mà, lện chết mà. Ơ, chạy rất tung quẫn ạ.
đừng bao giờ chọc cái quả nữa. Mày bắt trỏ của Varane hơi lỗi, bắt cái trỏ hơi lỗi. Một nhịp, một nhịp là đối mặt thôi mà, một nhịp ăn luôn mà. Cái cột ơi, cái cột. Không sao cả, xử đẹp đối thủ ngay. Một trận đấu này là một chiều. Ok, cảm ơn Triều Vĩ nhá, cảm ơn em rất nhiều. Cái này nó thoáng thế nhờ. Bách để vít lên này, bách tạt này. Đặt vào cái đầu chưa này, cái đầu chưa này. Cày thế nhờ. Vẫn còn Hakimi mà. Chết mẹ, quả chạy chớ đấy. Không sao cả, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát mà. Rồi yeah. Bóng đá sao ấy nhở? Kỵ rồi mà, anh bẫy rồi mà. Ơ à! Xử đẹp đối thủ ngay. Một trận đấu này là một chiều. Hùng cũng chạy nhanh ấy nhờ. Sao lại chạy nhanh vậy? Bàn danh dự cho đôi bạn thôi anh em ơi. Danh dự cho đôi bạn thôi mà, có cái gì đâu mà anh em phải làm quá lên. Có chuyện trong cái tầm kiểm soát mà, có cái gì đâu mà anh em làm quá lên. Gỡ hòa luôn này. Ơ à, tạt quả sâu đấy. Nhờ, sao bạn ấy chuyển mấy quả dễ đấy nhờ. Không được, không được, không được. Thua trận này là xin phép ngày mai nghỉ live mà. Hey!